Tại sao nên chăm sóc xe? Về mặt hình thức, giúp xe bạn luôn được sạch sẽ gọn gàng. Chống bám mùi khi xe không hoạt động thường xuyên. Về mặt chất lượng, kiểm tra xe thường xuyên sẽ giúp bạn phát hiện kịp thời các lỗi. Từ đó, bạn sẽ xử lý ngay hoặc đem đến sạch nhất. Giảm thiểu tối đa các chi phí sửa chữa và giảm thiểu rủi ro tai nạn giao thông. Bạn tạo cho mình thói quen kiểm tra xe thường xuyên thì bạn sẽ nhớ lịch bảo dưỡng định kỳ. Việc này giúp cho xe bạn luôn trong chế độ an toàn, tuổi thọ cao. Những công việc cần làm khi tự chăm sóc xe hơi tại nhà. Rửa xe, thổi bụi. Kiểm tra áp suất lốp xe trước khi vận hành. Kiểm tra cần gạt nước và nước kính. Kiểm tra hệ thống đèn và thay thế khi cần thiết. Tuy nhiên, việc tự kiểm tra sẽ có sơ sót và tốn nhiều thời gian. Bạn có thể đem xe đến chăm sóc xe sạch nhất để chúng tôi chăm sóc và phục vụ trên sự mong đợi của bạn nhé.